Hả? Một tiếp. Ủa? Cô mấy nói mày đi. Ủa mấy người chúc mày. Làm sao? Ủa nãy ca đâu nói mày. Ông nói vậy mò mò nó mới vui các bạn. Nếu lỡ một mai tôi có nhắm mắt xuôi tay trở về nơi cát bụi, sao nữa? Thì trong những hàng tri âm tri kỳ, ai sẽ tiện đưa tôi ra nghĩa địa quan tàng? Thấm đôi hàng nằm dưới mồ nghe dế dung rên rỉ, tôi nhớ hoài từng tiếng nhạc lời ca, nhớ ánh đèn màu, nhớ những lời hát thiết tha của người con gái trót mang nhiều cam lụy. Tôi đã thương em qua từng năm tháng, mà giờ đây mỗi kẻ một con đường. Rồi bỗng một chiều chợt tắt nắng hoàng hôn, có một người con gái tìm đường vào nghĩa địa, tay ôm chặt một vòng hoa lan trắng, nàng cúi đầu nhỏ lệ không thương, nàng ca lên những bài ca ốc não thê lương của một người con gái trót mang nhiều cam lụy. Nàng quỳ xuống ôm ngôi mồ nức nở, anh bảy ơi anh chết từ bao giờ, nằm dưới mồ nghe tiếng khóc thê lương, tôi tròn tỉnh giấc mình thức giấc tung mồ dậy ôm chặt người con gái bảo nhỏ rằng anh không chết đâu em. Bài này là bài anh không chết đâu em, sáng tác của bác 73. Nghe cái bài này muốn hết đi show luôn. Cái bài này ông có hát là ông ca động lắm. Rồi giờ bữa nay hát ơi tưởng nhớ bác 7 ca vậy ha. Quý vị ơi, nếu một mai tôi có trở về các buồn, thì trong số những người tri âm tri kỷ, ai sẽ là người đưa tôi ra nghĩa địa quan tàng? Điệp luôn, điệp luôn. Thôi, đồng phục. Trời ơi, súng nổ đạn bay lửa tràn như bão loạn, đang mang tay hương tám tràn đến đây. Mạnh như mưa tuôn tác đủ tác
trong thế nào những nỗi thần kỳ. Vậy ta hạ lệnh bài binh cho tất cả bốn đào, hãy quăng hết dao gươm, hãy theo lối riêng mà tìm danh lộ. Đi mau đi, đừng chần chừ, đừng do dự, đừng đổ lệ khóc thương ta. Hãy tìm câu lại đức vua rằng ta hoàng diệu không về nữa đâu. Thăng Long đã mất từ lâu, tây đi này cũng vùi sâu đáy hồ. Theo đám quân sĩ tân yêu đang âm thầm lẫn trốn với những đôi mắt buồn đẫm lệ chia ly, ta biết họ thương ta như một người anh ruột thịt nên không đành lòng đời bỏ lúc nguy nan. Nhưng ba quân ơi, giờ đây không còn con đường nào khác hơn là phải ra đi để báo toàn lực lượng con tàn quân chờ đợi thời cơ chiếm lại Thăng Long. Còn tông đốc nhà Nam thành tan thì xác cũng tan theo thầm, khi nghe nhịp trong đường đình mơ hồi trong đoạn mà tìm tên ta. Ôi trời ơi. Mảnh đất thành kinh vì nỗi niềm bâng khuâng cách biệt, nhớ những đêm thả thuyền trên mặt nước, văng văng từ xa vọng lại tiếng ai hò. Tôi ngờ giọng Nam ai một hôm còn đèo hải dân mấy tầng mấy xanh ngắt, những ngọn tháp chàm sừng sừng với thời gian. Đường vào Nam nghe rây rứt con tim, thôi rồi đêm sơ ngủ chỉ là áo mộng. Tôi trở về đây lăn vùi trong cuộc sống, không biết ngoài kia ai có đợi chờ. Em ơi, đèn sân khấu tắt rồi, chuông rung hồi tạm biệt. Tôi rảo bước xuống bờ sóng vắng, nhìn những chiếc hương thuyền say ngủ giữa màn đêm. Ánh điện chập chờn quá mấy giọt sương khuya, lá mê rơi lác đác tôi ngỡ lá của loài phượng gì. Tiếng cô bán chè khoai rau nghe lanh lót, tôi ngỡ giọng Nam mai dưới một con đò. Tôi về đây nhớ mãi bệnh dân lâu, nhớ thôn chỉ già nhớ chùa diệu đây, nhớ cả con gái diệu hiền có đôi mắt mơ quyền như mặt nước sông thương.